Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin lũ quét lộ cả rừng cây bị đốn hạ. Sau cơn mưa lũ quét, hàng ngàn mét khối gỗ được giấu kỹ trong rừng sâu đã được nước lũ đưa về chắn bởi con đập thủy điện. Hàng ngàn mét khối gỗ phủ kín mặt hồ thủy điện. Theo báo Tuổi Trẻ Online thì ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020, khối lượng cây gỗ rất lớn không biết từ đâu trôi về nhiều chủng loại, kích cỡ khác nhau, gồm cả gỗ rừng tự nhiên và rừng trồng. Người ta cho rằng những cây gỗ này bị đất đá sạt lở bởi lũ quét rồi cuốn trôi xuống sông Đắc Mi và được lũ cuốn từ thượng nguồn về tấp vào khu vực lòng hồ thủy điện Đắc Mi 4. Nhiều cây gỗ đường kính lớn, đường kính thân khoảng 40-80cm. Bên cạnh những cây gỗ tươi vừa bị sạt lở cuốn trôi thì còn có những khúc gỗ có dấu hiệu cũ lâu năm. Một số người và dân địa phương tìm cách vớt các loại cây gỗ có giá trị và cả vật dụng của nhà dân bị lũ cuốn trôi. Trong khối lượng gỗ lớn, người ta xác định chỉ một phần nhỏ là gỗ của những căn nhà tạm bợ của người dân vùng núi. Dạng gỗ này gần giống như củi, còn lại là gỗ mới có dấu hiệu được đốn hạ bằng cưa máy. Đây là một hiện tượng báo động, rừng đã bị phá quá nhiều. Đây là hình ảnh gỗ trôi trên sông. Với hàng ngàn mét khối gỗ rừng bị đốn hạ không thương tiếc như thế, thì thử hỏi rừng nào có còn không? Như vậy là cơn mưa đến tạo lũ quét đã lột mặt nạ của những kẻ phá rừng trước xã hội. Nhưng điều chớ trêu là ông chủ lâm tặc thì không thấy, xem như huề cả làng không biết quy tội cho ai. Chuyện quen thuộc dưới chế độ độc tài cộng sản này. Đây là lời giải đáp cho lý giải tại sao mưa về thì lũ quét lại xuất hiện. Cây rừng bị chặt trụi như vậy thì còn gì cây cối làm vật cản nước mà không bị lũ quét được. Theo báo Tuổi Trẻ cho biết, thì trong đống cây tang vật đó có cả gỗ rừng tự nhiên và rừng trồng. Điều đó cho thấy lâm tặc cũng chặt phá luôn cả rừng trồng chứ không riêng gì rừng tự nhiên. Thông thường khi rừng tự nhiên bị phá thì để khôi phục lại rừng, người ta chỉ có thể trồng rừng thôi, không còn cách nào khác. Tuy nhiên rừng trồng thì độ ổn định về không bằng rừng tự nhiên. Người ta cho biết giữa rừng tự nhiên và rừng trồng thì mức độ cân bằng sinh thái của rừng trồng bao giờ cũng mong manh hơn rất nhiều. Nhưng dù sao trồng rừng vẫn hơn là không trồng, để cho mưa làm xói mòn đất đá, tạo nên đồi chọc. Đó là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Được biết, để nuôi một cây lớn lên có thể xẻ thành gỗ thì thời gian dài có thể lên tới 20 năm hay thậm chí 50 năm. Thế nhưng để đốn hạ một cây gỗ, người ta chỉ cần có 15 phút mà thôi. Như thế để chúng ta thấy rằng việc trồng rừng của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là công dã tràng mà thôi, chứ chẳng mang hiệu quả gì bao nhiêu. Trồng rừng bao nhiêu năm rồi, cuối cùng đồi núi vẫn chọc, vẫn hoảng chọc. Đây là hình ảnh cả một khu rừng bị đốn do trôi sông như thế này. Cũng theo báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Mạnh Hà, trưởng ban nội chính tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu lực lượng kiểm lâm huyện Phước Sơn, ủy ban nhân xã Phước Sơn tổ chức các lực lượng tuần tra bảo vệ hiện trường, nghiêm cấm người dân tự ý trục vớt, giao cho kiểm lâm tổ chức phương án trục vớt quản lý, bán thanh lý hoặc giao về các xã có nhà dân bị mất do lũ để sử dụng lại làm nhà cho dân. Ông Hồ Văn Đường, bí thư xã Phước Chánh cho biết, lực lượng của xã đã phối hợp cùng ban quản lý rừng phòng hộ Đắc Mi bảo vệ hiện trường. Không biết chính quyền có bắt tay vào điều tra xem những tổ chức nào, những cá nhân nào đã chủ ý chặt rừng lấy gỗ mà sao khi nước đổ về thì gỗ lại xuất hiện nhiều như thế. Nếu không điều tra lâm tặc thì không thể nào bảo vệ được rừng. Thế nhưng chẳng thấy chính quyền đề cập đến vấn đề này. Liệu họ có thông đồng hay không là câu hỏi được đặt ra. Đốn rừng là nhân họa, mưa nhiều là thiên tai. Hai sự việc này xảy ra nó tạo nên một liên hoàn nhân tai thiên họa, đan xen làm cho dân trở tay không kịp. Ban đầu là đốn rừng thì đó là nhân họa, sau đó mưa xuống thì chính là thiên tai. Khi mưa xuống, nước lùa những khúc gỗ rừng lăn xuống sông để trôi xuống hạ nguồn, đó là nhân họa. Khi hỗn hợp gỗ và nước tụ rất nhiều ở thượng nguồn đập thủy điện thì buộc người ta phải tranh thủ xả lũ cứu đập, vì đó cũng là nhân họa. Nước lũ xả xuống cuốn trôi nhà cửa, ruộng vườn và giết chết gia súc, gia cầm thì đó cũng là nhân họa, vân vân. Nói chung, chỉ có mưa là thiên tai, còn hàng loạt hậu quả xảy ra sau đó đều là nhân họa cả. Như vậy, thiên tai và nhân họa cứ liên tiếp xảy ra, làm thiệt hại rất lớn cho mùa màng và vật chất của người dân. Vào ngày 4 tháng 11 năm 2020, báo Đời Sống Pháp Luật có bài đăng như sau. Bộ trưởng Bộ Công Thương nói, sạt lở do ảnh hưởng cực đoan của thời tiết không liên quan đến vận hành thủy điện. Bài báo cho biết chiều ngày 4 tháng 10,
tại phiên họp của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã phát biểu giải trình thêm về những hạn chế tiêu cực của thủy điện, vấn đề đang được nhiều đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm. Ông Trần Anh Tuấn cho biết, cả nước hiện có 429 thủy điện ở các quy mô khác nhau. Các thủy điện trên là nguồn năng lượng quan trọng để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội. Trả lời những ý kiến về đề nghị đánh giá thủy điện ảnh hưởng như thế nào về ngập lụt, sạt lở, ông Trần Anh Tuấn cho biết, qua các quá trình kiểm tra thực tế tại các địa phương bị thiên tai vừa qua như Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, việc sạt lở đất gây tác hại nghiêm trọng là do yếu tố thời tiết, lượng mưa quá lớn, kéo dài, tác động đến địa chất và gây ra sạt lở nghiêm trọng, chứ không liên quan đến vận hành của các nhà máy thủy điện. Đây là hình ảnh bài báo đăng trên báo Đời Sống và Pháp Luật. Thực tế, những dự án thủy điện ẩn sau đó là những giấy phép xin đốn hạ rừng, lòng hồ để làm hồ chứa nước cho thủy điện. Đây là một hình thức phá rừng hợp pháp vì gỗ được đốn hạ trong khu vực dự án được nhà nước cho phép. Thực chất, có rất nhiều dự án thủy điện trá hình, chủ đầu tư không chỉ lợi dụng giấy phép thực hiện dự án để đốn hạ rừng mà còn cho những kẻ phá rừng đốn hạ cây quý ở khu vực khác ngoài phạm vi dự án rồi vận chuyển ra theo con đường dự án như là một cách hợp thức hóa hình thức phá rừng lấy gỗ. Trên toàn đất nước Việt Nam đã có rất nhiều dự án như thế, nên khi khai thác gỗ xong thì những chủ đầu tư này cho đắp chiếu dự án. Thế mới thấy đằng sau câu nói của ông Bộ trưởng Trần Tuấn Anh là một sự ngụy biện không thể chấp nhận được. Bắt nguồn từ phía rừng mà thảm họa, lũ quét và sạt lở đất mới xảy ra nghiêm trọng như vậy. Điều này ai cũng biết, nhưng ông Bộ trưởng đã phớt lờ như không biết. Như vậy thử hỏi, trách nhiệm của quan chức chính phủ đến đâu? Người ta nói thượng bất chính thì hạ tất loạn. Bộ trưởng Bộ Công Thương vô trách nhiệm như thế, thì quan chức quản lý thủy điện thì làm sao có trách nhiệm đây? Trong bộ máy nhà nước này, để có thể nhà nước thực hiện được trách nhiệm của mình với nhân dân, thì trên thượng tầng phải làm gương chứ. Thượng đã bất chính thì hạ làm sao không loạn cho được. Sự coi thường sinh mạng của dân và thói vô trách nhiệm cũng từ đó mà ra. Cũng vào ngày 31 tháng 10, trên báo Lao Động có bài viết tựa đề Thủy điện Đắc Mi 4 xả lũ trôi nhà dân phải bồi thường. Bài báo này cho biết xả lũ không thông báo cho dân và chính quyền khiến cho nhiều nhà cửa của người dân đã bị cuốn trôi, hư hỏng. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này. Dân có quyền đòi Ban Giám đốc Thủy điện Đắc Mi 4 bồi thường thiệt hại. Bài báo này cho biết vào chiều tối ngày 28 tháng 10, Thủy điện Đắc Mi 4 bất ngờ xả lũ, nước dâng đột ngột với lưu lượng lớn. Nhưng điều đáng nói là phía nhà máy thủy điện không báo trước cho chính quyền hay người dân, nên không ai có sự chủ động để di rời tài sản. Hậu quả là 106 nhà dân ở thị trấn Thạch Mỹ bị hư hại, 215 nhà ở xã Cà Di, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam bị ngập lụt. Tất cả tài sản trong nhà bị trôi mất. Đương nhiên, gia súc, gia cầm không thể sống sót. Câu hỏi đặt ra là phía thủy điện Đắc Mi 4 thừa sức biết được xả lũ rất nguy hiểm, có thể thiệt hại về người và tài sản của cư dân vùng hạ lưu. Nhưng tại sao họ không thông báo cho chính quyền địa phương biết? Rất may là trước đó, tất cả dân ở đây đều được di rời tránh bão số 9, nếu không có thể bị cuốn trôi theo tài sản. Thiệt hại về người không thể lường trước được. Và người dân ở đây đã quá khốn khổ do đợt tấn công của cơn bão số 9, nay trở về làng với một đống tan hoang. Nhà cửa bị bão quật hư hỏng rồi bị lũ từ thủy điện Đắc Mi 4 xả lũ cuốn trôi hết. Đây là hình ảnh bài báo được đăng trên báo Lao Động. Thế đấy, chỉ cần có kế hoạch xả lũ và thông báo cho dân để họ tránh đi nhân họa, chỉ việc đơn giản như thế mà quan chức cũng không làm, mà cứ thích là xả và không cần thông báo cho ai cả. Thiệt hại về vật chất và sinh mạng nếu có thì nói cho cùng cũng chỉ là người dân thấp cổ với họng chịu, chứ quan chức nào có chịu. Với quan chức cộng sản thì chỉ có những gì của họ thì họ mới có trách nhiệm, còn những gì của dân thì họ bỏ mặc. Thói vô trách nhiệm như vậy là các bệnh truyền nhiễm, nó như ăn sâu vào máu của người cộng sản mất rồi. Hầu hết những hậu quả xảy ra thì điều mà người dân nhìn thấy ở cách xử lý của chính quyền này là chỉ rút kinh nghiệm và sau đó thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Và câu hỏi được đặt ra là người dân phải đối phó ra sao? Trên báo Tuổi Trẻ ngày 24 tháng 10 có đăng bài Thủy điện Đắc Mi 4 dự kiến xả 11.400 mét khối trên một giây, Quảng Nam, Đà Nẵng đối mặt nguy cơ ngập lụt. Một thủy điện ở Quảng Nam, Đà Nẵng xả lũ có ảnh hưởng đến cả một thành phố lớn mà muốn xả là xả, thì cứ thở nói là rất vô trách nhiệm. Những việc làm như thế thì làm sao dân có thể trở tay kịp, chỉ có thể chịu trận chứ không thể nào di chuyển dân cả một vùng rộng lớn như vậy được. Ngày trước, cứ khoảng nhiều thập kỷ thì mới có trận lũ lụt lịch sử, nhưng nay
nhờ có thủy điện và thói vô trách nhiệm của quan chức mà những trận lũ lụt vượt mốc lịch sử hầu như năm nào cũng xảy ra. Đây là hình ảnh bài báo được đăng trên báo Tuổi Trẻ. Với những nhân hoàn triền miên xảy ra thì người dân phải đối phó ra sao bây giờ? Vâng, người dân chỉ còn cách sống chung với lũ chứ chẳng có cách nào khác. Người dân bị buộc phải sống chung với lũ như thế là cũng vì ai? Cũng vì lũ vô trách nhiệm mà hàng ngày chúng vẫn ca bài ca vì dân đấy. Người dân không thể nào đối phó được nếu còn Cộng sản lãnh đạo trên đất nước này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 5 tháng 11 năm 2020 với bản tin Lũ quét lộ rừng cây bị đốn hạ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.